Xin kính chào các quý vị khán giả, các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp đang theo dõi chương trình Tâm điểm ung thư phát sóng trực tiếp từ bệnh viện K. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Vũ Hà Thanh, hiện nay đang công tác tại khoa Nội 2 bệnh viện K. Ngày hôm nay thì tôi có một bài trình bày nho nhỏ về cập nhật các kiến thức mới trong ASCO năm 2024 về điều trị ung thư phổi. Thế thì ASCO là một hội nghị chuyên ngành về ung thư nói chung rất là lớn trên thế giới, rất là uy tín. Riêng về chuyên ngành ung thư phổi thì trong ASCO năm nay có tới hàng vài trăm các cái báo cáo cũng như nghiên cứu được công bố tại ASCO. Tuy nhiên là trong khuôn khổ của bài báo cáo thì chúng tôi cũng chắt lọc một số các cái cập nhật mà gần gũi với cả thực hành lâm sàng tại Việt Nam để gửi tới các quý vị khán giả, các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình. Phần thứ nhất là về ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trong giai đoạn sớm thì ASCO năm nay tiếp tục đề cập về hiệu quả của alectinib trong điều trị bổ trợ ung thư phổi không tế bào nhỏ có thể phẫu thuật được, có đột biến ALK dương tính, đột biến ALK. Cập nhật này đánh giá thêm, cập nhật của ASCO năm nay đánh giá thêm về chất lượng sống liên quan đến sức khỏe, các yếu tố sức khỏe trên bệnh nhân giữa hai nhóm được điều trị bổ trợ bằng alectinib sau phẫu thuật và một nhóm là chỉ điều trị hóa trị 4 chu kỳ và không có điều trị tiếp theo và theo dõi đến khi bệnh tiến triển. Với kết cục của nghiên cứu ALENA thì chúng ta cũng đã biết qua ASCO của năm 2023 thì thấy rằng là cái sống thêm không bệnh tiến triển được cải thiện rất là tốt ở nhóm bệnh nhân được điều trị bổ trợ bằng alectinib. Sự chênh lệch về tỷ lệ sống thêm tại thời điểm 3 năm một nhóm là tới gần 90% và một nhóm là chỉ có 54%, tức là sự cải thiện rất là lớn khi chúng ta điều trị bằng thuốc ALK, TKI, alectinib cho những bệnh nhân mà có đột biến EGFR này, đột biến ALK sau phẫu thuật triệt căn. Cải thiện ở đây cả ở phân tích của các nghiên cứu viên cũng như là các phân tích độc lập. Về đánh giá cải thiện chất lượng sống thì người ta nhìn nhận thấy rằng ngoài việc cải thiện về thời gian sống thêm không bệnh tiến triển thì những bệnh nhân mà được điều trị bổ trợ bằng alectinib sau phẫu thuật thì sẽ được cải thiện về mặt chất lượng sống rất là tốt, và cải thiện này là ngay sau khi bệnh nhân có được cái lợi ích ngay sau khi bệnh nhân được phẫu thuật và điều trị với alectinib, mà thay vì là phải sau. Ở những bệnh nhân hóa chất thì các cái tác dụng phụ của hóa trị nó làm cho chất lượng sống của bệnh nhân không được cải thiện và phải sau tới 12 tuần và thậm chí là khi kết thúc cái liệu trình hóa chất bổ trợ thì chất lượng sống của bệnh nhân ở nhóm điều trị hóa chất mới được cải thiện. Như vậy, ngoài hiệu quả về sống thêm không bệnh tiến triển thì alectinib cho thấy sự cải thiện đáng kể về chất lượng sống cho những cái đối tượng bệnh nhân này. Về giai đoạn 3 không mổ được thì ASCO năm nay có công bố nghiên cứu FA3 LORA. Nghiên cứu này là nghiên cứu điều trị củng cố osimertinib trên những bệnh nhân đã được điều ở giai đoạn 3 không phẫu thuật được, đã được điều trị bằng hóa xạ trị đồng thời sau khi đạt được đáp ứng hoặc là bệnh ổn định thì sẽ một nhóm sẽ được theo dõi điều trị bằng giả dược và một nhóm là được điều trị bằng osimertinib trên những bệnh nhân mà có đột biến EGFR dương tính. Và chúng ta thấy hai cái đường cong, một đường cong là nhóm bệnh nhân điều trị bằng osimertinib và một đường cong màu vàng là nhóm điều trị bằng giả dược. Chúng ta thấy hai đường cong này có sự khác biệt rất lớn. Ở tại thời điểm 2 năm thì tỷ lệ sống thêm không bệnh tiến triển của nhóm mà được điều trị bổ trợ củng cố bằng osimertinib là tới 65% bệnh nhân. 65% bệnh nhân là chưa có tiến triển bệnh, trong khi ở nhóm mà giả dược là chỉ còn có 13%. Sự cải thiện ngoạn mục về PFS, cho về trung vị PFS là thời gian sống thêm không bệnh tiến triển ở đây ở nhóm osimertinib là 39 tháng và gần 40 tháng vượt qua cả con số 3 năm, trong khi ở nhánh điều trị giả dược là có 5,6 tháng và chỉ gần 6 tháng. Và khác biệt là rất có ý nghĩa thống kê. Một cập nhật khác chúng tôi muốn đề cập ở đây cũng tương đối thú vị, đó là hiệu quả của điều trị miễn dịch và tái điều trị miễn dịch ở những bệnh nhân không ung thư phổi không tế bào nhỏ mà trước đó đã được củng cố bằng durvalumab. Thì cái nghiên cứu này cũng là một cái
nghiên cứu mà người ta đưa ra những cái câu hỏi nghiên cứu khi mà ở rất nhiều các cái hội nghị và rất nhiều các nhà lâm sàng cũng hết sức thắc mắc là trong cái giai đoạn mà ung thư phổi không tế bào nhỏ, không thể phẫu thuật được và chúng ta đã điều trị với hóa xạ trị đồng thời, sau đó chúng ta củng cố bằng Duvalumab, thì sau đó khi mà bệnh nhân ở những cái giai đoạn sau tiến triển thì việc điều trị bằng một cái miễn dịch khác hoặc là tái cùng điều trị bằng miễn dịch Duvalumab thì có hiệu quả hay không? Thì trên cái thiết kế nghiên cứu này, các tác giả người ta cũng mong muốn để trả lời câu hỏi đó. Nghiên cứu này tuyển chọn được 66 bệnh nhân, trong đó có 39 bệnh nhân là hóa trị, 27 bệnh nhân là miễn dịch. Trong 27 bệnh nhân miễn dịch này thì có 18 bệnh nhân là có kết hợp hóa miễn dịch và 9 bệnh nhân là miễn dịch đơn trị. Và kết luận của nghiên cứu thì khá thú vị, không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa PFS và trung vị OS giữa bệnh nhân hóa trị hoặc là hóa trị kết hợp với miễn dịch sau khi kết thúc củng cố bằng Duvalumab. Tuy nhiên, trong cái nhóm bệnh nhân có điều trị bằng Duvalumab, bằng miễn dịch sau củng cố Duvalumab thì cái sự cải thiện về PFS và sống còn toàn bộ OS ở những bệnh nhân dùng miễn dịch đơn trị lại cao hơn so với dùng hóa miễn dịch là 12,6 tháng và 12,6 tháng PFS, 12,6 tháng OS so với 5,8 tháng và 6,4 tháng ở cái nhánh điều trị hóa miễn dịch. Tuy nhiên là tác giả người ta cũng nhận thấy rằng là cũng thấy nghiên cứu này cũng còn rất là nhiều hạn chế, bởi vì đây là một nghiên cứu hồi cứu với cỡ mẫu nhỏ, cái tỷ lệ bệnh nhân mà có điều trị bằng miễn dịch hoặc là hóa miễn dịch vẫn còn rất là thấp. Do đó thì cái việc mở rộng nghiên cứu là rất là cần thiết để tiếp tục trả lời cái câu hỏi nghiên cứu này. Về giai đoạn tái phát và giai đoạn di căn thì đối với đột biến EGFA thì ở đây người ta tiếp tục đề cập đến cái lợi ích của các TKI khác, các TKI như Amivantamab kết hợp với một TKI thế hệ 3 hướng não là lazertinib so với cả osimertinib trên những bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến EGFA. Và người ta tìm hiểu xem là giữa việc kết hợp Amivantamab, một cái TKI với một TKI mới cộng với lại một TKI thế hệ 3 cũng mới nhắm đích so với cả một thế hệ 3 mà chúng ta vẫn thường dùng trên lâm sàng là osimertinib thì có cải thiện gì hơn không, hay là có những nhóm bệnh nhân nào đặc biệt hướng tới chúng ta dùng osimertinib hay là đặc biệt dùng kết hợp amivantamab với cả lazertinib. Thế thì đây là nghiên cứu pha 3 Mariposa. Thiết kế nghiên cứu thì có chúng ta tập trung phân tích ở trong ASCO 2024 thì người ta tập trung vào báo cáo so sánh giữa cái nhánh mà kết hợp amivantamab với lazertinib so với nhánh mà điều trị osimertinib. Thì người ta nhận thấy rằng PFS của nhánh mà kết hợp amivantamab với lazertinib thì có cao hơn so với cả osimertinib và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với hazard ratio là 0,7 và P là rất là nhỏ, dưới 0,01. Và tiếp tục cái lợi ích này khi mà phân tích các cái dưới nhóm, người ta nhận thấy cả lợi ích sẽ nằm ở các cái dưới nhóm mà có nguy cơ cao như là bệnh nhân có tiền sử di căn não ngay từ đầu, bệnh nhân có di căn gan tại thời điểm chẩn đoán hoặc những bệnh nhân mà có TP53 dương tính. TP53 thì đã được biết đến là một cái yếu tố, là một cái đột biến có yếu tố nguy cơ cao, tức là nó gây ra cái tình trạng kháng với EGFA nếu mà đồng đột biến. Và như vậy thì người ta cũng rút ra trong cái nghiên cứu này, người ta nhận thấy rằng có một số nhóm đối tượng bệnh nhân có vẻ tiềm năng để mà chúng ta hướng tới việc điều trị amivantamab kết hợp với cả lazertinib hơn là việc sử dụng osimertinib. Đó là những bệnh nhân có di căn não, di căn gan hoặc là có TP53 đồng đột biến. Một nghiên cứu khác về cái tính an toàn và hiệu quả của osimertinib trên bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến hiếm gặp của gen EGFA. Đây là một phân tích tổng hợp dựa trên 9 nghiên cứu đã được tiến hành đánh giá về hiệu quả của thế hệ 3, TKI thế hệ 3 trên cái nhóm bệnh nhân mà có đột biến EGFA nhưng mà không thường gặp. Và kết quả cho thấy rằng là đáp ứng chung của osimertinib trên nhóm này là khoảng 50%, tức 49,5, chính xác là 49,5%, với trung vị OS là khoảng 24,5 tháng, trung vị sống thêm không bệnh tiến triển là khoảng 9,5 tháng, trung vị kéo dài đáp ứng là khoảng 17,4 tháng, đáp ứng nội sọ lên tới khoảng 50,3%, kiểm soát nội sọ lên khoảng 92,8%, và trung vị của kéo dài sống thêm không bệnh tiến triển tại não là khoảng 6 tháng.
Nhìn chung thì cho thấy là mặc dù osimertinib có cái hiệu quả cho nhóm bệnh nhân có đột biến EGFR không thường gặp, tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy bắc cầu rằng là cái hiệu quả trên cái nhóm bệnh nhân này so với nhóm bệnh nhân thường gặp là thấp hơn, mặc dù có được điều trị bằng TKI thế hệ 3. Đối với nhóm bệnh nhân tiếp theo đó là bệnh nhân có ALK dương tính, ALK liên kịp dương tính, thì ASCO tiếp tục cập nhật kết quả của nghiên cứu CROWN. Nghiên cứu CROWN là nghiên cứu so sánh TKI ALK thế hệ 3 là lorlatinib so với TKI thế hệ 1 của ALK của ALK là crizotinib. Đối với những bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa, có đột biến ALK và chưa từng được điều trị trước đó, cập nhật này là cập nhật theo dõi dài hơi 5 năm. Nhìn chung thì nghiên cứu CROWN tiếp tục cho thấy lợi ích của lorlatinib so với crizotinib. Sau 5 năm theo dõi thì mPFS ở nhóm bệnh nhân có sử dụng lorlatinib vẫn chưa đạt được trung vị, trong khi PFS ở nhóm crizotinib thì thấp hơn rất là nhiều, và người ta nhận thấy rằng là đây là một cái PFS dài nhất mà từng được báo cáo trên cái nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ mà ở giai đoạn là tiến xa. PFS tại thời điểm phân tích 5 năm là 60, tại thời điểm 5 năm của lorlatinib là khoảng 60% so với việc là 8% ở cái nhóm đối chứng. Có thể hiểu rằng là tại thời điểm 5 năm vẫn còn 60% bệnh nhân đang sử dụng lorlatinib mà chưa có tiến triển, trong khi nếu mà điều trị với crizotinib thì tại thời điểm 5 năm chúng ta chỉ còn 8% bệnh nhân. Cùng với cái hiệu quả kéo dài nội sọ thì lorlatinib được đánh giá rằng là một cái tác nhân điều trị đích rất là có tiềm năng cho nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa mà có đột biến ALK. Một nghiên cứu khác ở trong ASCO năm 2024 cũng tương đối thú vị, đó là biểu hiện PD-L1 cao ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ mà có đột biến ALK. Đây là một cái nghiên cứu mà chúng tôi cũng thấy thú vị, bởi vì đây cũng thường xuyên chúng tôi gặp trên lâm sàng là các đồng nghiệp cũng hỏi là đối với những bệnh nhân mà có đột biến ALK nhưng mà kèm theo có PD-L1 cao, vậy chúng ta lựa chọn là điều trị TKI hay là điều trị miễn dịch, hay là hoặc một câu hỏi nữa là chúng ta điều trị ức chế ALK sau đó thì chúng ta điều trị miễn dịch thì liệu có hiệu quả hay không. Thì đấy cũng là những cái thắc mắc của các nghiên cứu viên tiến hành nghiên cứu này, người ta thực hiện nghiên cứu để trả lời cái câu hỏi đó. Thế thì nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Colorado từ năm 2015 đến 2022 trên những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn có đột biến ALK mà đã điều trị bằng ALK TKI bước 1. Sau đó thì người ta tiến hành xét nghiệm PD-L1 và người ta phân ra các cái dưới nhóm là PD-L1 cao hoặc là PD-L1 thấp. Và mô hình đa biến sẽ được điều chỉnh với các cái dưới nhóm như di căn não có đột biến TP53, tình trạng các cái biến thể ALK khác nhau. Thì kết luận của nghiên cứu này như sau: biểu hiện PD-L1 cao có liên quan đến PFS lại tệ hơn và tốc độ tiến triển nội sọ cao hơn ở những bệnh nhân mà có đột biến ALK đã từng điều trị với ALK TKI trước đó, và MOS thì không khác biệt giữa nhóm điều trị miễn dịch hay là không điều trị, giữa nhóm PD-L1 cao hay là nhóm PD-L1 thấp. Và cái biểu hiện PD-L1 ngược lại là không thay đổi cái độ nhạy ALK TKI nếu chúng ta khi nhóm nghiên cứu viên hồi ngược lại cái hiệu quả trước đó. Như vậy thì kết luận này cũng phù hợp với trong thực hành lâm sàng hiện nay, là cho dù bệnh nhân có xét nghiệm PD-L1 cao thì cái bước 1 chúng ta vẫn nên điều trị với ALK TKI, và việc PD-L1 cao này nó cũng không làm thay đổi cái độ nhạy với cả thuốc đích. Trên nhóm bệnh nhân có KRAS G12C, đây cũng là một cái nhóm bệnh nhân khá được quan tâm trong thực hành lâm sàng, thì ASCO cũng cũng báo cáo kết quả của nghiên cứu CRYSTAL-1-2. Nghiên cứu này là một nghiên cứu pha 3 đánh giá hiệu quả của adagrasib so với docetaxel trên những bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn di căn đã được điều trị trước đó với một cái liệu pháp điều trị toàn thân có platinum. Và nhóm bệnh nhân này là có đột biến KRAS G12C. Và kết cục của nghiên cứu cũng cho thấy, đây là cái phân tầng của nghiên cứu, tiêu chí chính là PFS
tiêu chí phụ là các cái tiêu chí như là đánh giá đáp ứng, kéo dài đáp ứng và sống còn toàn bộ. Và kết cục của nghiên cứu cũng cho thấy cái hiệu quả đáng kể của adagrasib so với docetaxel điều trị bước 2 trên những nhóm bệnh nhân có đột biến G12C này tại thời điểm 6 tháng thì cho thấy là cái tỷ lệ sống thêm khác biệt khoảng 15% so với giữa việc điều trị TKI với cả điều trị hóa trị docetaxel, và cái sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Các cái đáp ứng nhìn chung đối với adagrasib cũng tốt hơn so với docetaxel, 32% ở nhóm điều trị TKI và chỉ có 9% ở nhóm docetaxel. Và cái duy trì đáp ứng nhìn chung cũng tốt hơn so với việc chúng ta điều trị docetaxel bước 2. Và như vậy thì cái hoạt chất TKI này cũng là một cái hứa hẹn, là một hoạt chất hứa hẹn cho nhóm bệnh nhân có đột biến KRAS G12C. Phần thứ hai trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến những cái cập nhật về nhóm bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ, đó là nghiên cứu Adriatic. Nghiên cứu Adriatic là một nghiên cứu đánh giá cái hiệu quả của Duvalumab củng cố trên nhóm bệnh nhân mà ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú đã được điều trị hóa xạ trị đồng thời. Tuyển chọn và nghiên cứu này sẽ gồm những bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú mà bao gồm cả những bệnh nhân giai đoạn 1, giai đoạn 2 mà không thích hợp hoặc không thể phẫu thuật được triệt căn. PS từ 0 đến 1 có được đáp ứng một phần hoặc là ít nhất là ổn định bệnh sau hóa xạ trị đồng thời, và sẽ được tuyển chọn và nghiên cứu và phân ngẫu nhiên bằng 3 nhánh. Hai nhánh mà ASCO công bố kết quả và đi sâu vào trình bày năm nay đó là nhóm điều trị với Duvalumab củng cố và một nhóm là theo dõi và điều trị bằng giả dược. Tiêu chí chính của nghiên cứu ở đây là sống còn toàn bộ và sống thêm không bệnh tiến triển. Ngoài ra các tiêu chí phụ là kéo dài đáp ứng hoặc là các cái phân tầng. Kết cục của nghiên cứu cũng rất là khả quan đối với nhóm mà được củng cố bằng Duvalumab. Nhìn nhận thấy rằng nếu mà ở cái nhóm được củng cố tiếp theo bởi Duvalumab theo sau với hóa xạ đồng thời cho thấy mPFS kéo dài đến 16,6 tháng so với cả nhánh giả dược là có 9,2 tháng. Sự chênh lệch này rất có ý nghĩa thống kê. Và về sống còn toàn bộ thì nghiên cứu này cũng là một nghiên cứu dương tính với cái trung vị sống còn toàn bộ ở nhánh mà có củng cố bằng Duvalumab là 55,9 tháng so với cả có 33,4 tháng ở cái nhánh điều trị giả dược, và sự chênh lệch rất có ý nghĩa thống kê. Và như vậy thì cái thực hành lâm sàng của chúng ta hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục được phê duyệt cho những cái hướng điều trị mới khả quan hơn cho người bệnh sau các cái công bố tại ASCO vừa rồi. Tiếp theo, để mà kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng xin được thông báo một tin mừng cho quý độc giả cũng như là các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp được biết là hiện nay thì Bệnh viện K cũng đã kết hợp thành công với cả NCCN Guideline, và chúng tôi đã có được bản NCCN Guideline bằng tiếng Việt và đã được đưa lên trang web chính thức của NCCN, và quý đồng nghiệp có thể truy cập vào trang web của NCCN Guideline và vào phần tiếng Việt để có thể tham khảo thông tin về điều trị một cách dễ dàng và cập nhật hơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp đã theo dõi chương trình.